Đặng Văn Lâm cầm lái SUV giá hơn 8 tỷ đồng dự gala QBV. Thủ thành của tuyển Việt Nam chọn dòng xe thể thao Porsche làm phương tiện di chuyển đến dự gala Quả Bóng Vàng 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 19 tháng 2. Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức, New, Văn Lâm cầm lái chiếc Porsche Cayenne S-Coupe giá hơn 8 tỷ. Số tiền thực tế có thể cao hơn mức đề xuất bởi người mua luôn chọn thêm những lựa chọn cá nhân hóa. Đi cùng Văn Lâm dự sự kiện có bố mẹ, em gái và bạn gái. Trong đêm gala, thủ thành Việt Kiều được xướng tên ở hạng mục chủ nhân của Quả Bóng Đồng. Văn Lâm chọn xe Porsche làm phương tiện di chuyển đến gala Quả Bóng Vàng 2023. Văn Lâm có niềm đam mê với xe. Hồi đầu năm 2024, anh từng tặng xế hộp tiền tỷ cho bố mẹ. Khi đó, chiếc xe được thủ thành này chọn làm quà tặng là Kia Carnivan, có giá lăn bánh hơn 1,4 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019, Văn Lâm cũng mua xe hơi tặng bố mẹ. Khi đó, anh tặng cho gia đình chiếc Volkswagen, có giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Đặng Văn Lâm từng là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam trong nhiều năm. Nhưng tại ASEAN Cup 2023, anh không kịp bình phục chấn thương nên chia tay với giải. Người được chọn bắt thay Văn Lâm là Nguyễn Philip. Trở lại thi đấu sau khi vắng mặt ở kỳ ASEAN Cup 2023, Văn Lâm chấn thương phải rời sân giữa chừng ở trận Bình Định gặp Sông Lam Nghệ An tối ngày 18 tháng 2 tại vòng 9V. League. Anh bị đau sau pha truy cản Phan Xuân Đại, Sông Lam Nghệ An, ở phút 32. Trong pha băng lên đối mặt, Lâm giơ chân phải ra cản bóng không thành và bị đau. Thủ môn số 1 của Bình Định đi tập tễnh và rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Mạnh Cường. Bình Định thua chung cuộc 0-2 bởi các bàn thắng của Phan Bá Quyền, 45-3 và Phan Xuân Đại, 58. Em gái cao 1,8m của Đặng Văn Lâm gây chú ý đi cùng thủ môn Đặng Văn Lâm tham dự gala Quả Bóng Vàng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 19 tháng 2 có cô em gái Đặng Thanh Giang,